OK, đây xin chào tất cả các con. Ở à, chúng ta sẽ bắt đầu buổi chữa bài tập ngay bây giờ đây. Được chưa nào? Thầy chia sẻ màn hình ngay bây giờ. OK, đây là nội dung bài tập về nhà của các con cách đây một tuần, hơn một tuần. Nó là cái đề thầy Huy cho các con ôn tập của cái buổi tuần trước nữa. Ấy. Vậy bây giờ chúng ta sẽ xử lý nó nhé. À, OK. Rồi, chúng ta sẽ xử lý các cái bài tập trong cái đề này như sau. Đây là nội dung của một cái đề gần tương đương với một cái đề thi vào cấp 3 của các con. Tất nhiên là nó đủ về nội dung thôi, chứ còn về độ khó thì thầy đánh giá là ở cái này nó đang ở mức độ gọi là dưới so với đề thi cấp 3 một chút, đúng không nào? Ok chưa? Rồi, chúng ta sẽ đi xử lý từng câu từng câu một nhé. Ok, chờ thầy một chút. chờ thầy đi thầy lấy đâu bài thêm Cái đề mà các con được giao gần đây nhất nó là ngày 27 đúng không? Vậy đề này đề này đề trước đến một tuần, trước đến mấy hôm. Ok, chờ thầy một chút. Ok, bài đầu tiên của chúng ta với nội dung là cho biểu thức và thường những câu đầu tiên bao giờ nó cũng là rơi vào cái kiểu tính giá trị của biểu thức A hoặc biểu thức B với x của chúng ta bằng bao nhiêu đó, đúng không? Vậy trong trường hợp này nó là tính giá trị biểu thức A khi x bằng 16 nhé, ok. Vậy trình bày thật cẩn thận như là thầy đang thi này. Bài số 1. biểu thức a bằng x cộng 7 trên căn x biểu thức b thì bằng căn x trên căn x cộng 3 chờ thầy thầy lấy đầu bài đánh đồ bài ra đã ok biểu thức a thì là bằng x cộng bảy trên căn x biểu thức b thì như thế này và nó bảo câu thứ a câu đầu tiên này ý đầu tiên là hãy tính giá trị của a khi x bằng 16 vậy ta sẽ có như sau này với x bằng 16 mở ngoặc nhá thỏa mãn điều kiện đương nhiên là cái điều kiện này chính là điều kiện x lớn không x khác 9 đấy đúng không thỏa mãn điều kiện ta thay vào biểu thức biểu thức b à biểu thức a thì ta sẽ được như sau ta được Đầu tiên là các con nhớ là phải viết lại cái biểu thức A một lần. Được chưa nào? Viết lại biểu thức A một lần. Thì A sẽ bằng x cộng 7 trên căn x bằng Bây giờ chúng ta mới thay x bằng 16 vào. Vậy ta sẽ có được là 16 cộng với 7 trên căn của 16. Và đến đây bằng 16 cộng với 7 thì bằng 23 chia cho căn 16 là chia cho 4. Vậy đáp án là bằng 23 phần 4. Vậy À biểu thức A sẽ bằng 23/4. Khi x bằng 16, được chưa nào? Ok nhá, vậy câu đầu tiên là như vậy. Ý số 2 này, người ta bảo rút gọn biểu thức B thì vậy phải viết lại cái điều kiện chúng ta với x lớn hơn 0, x khác 9. Thì biểu thức B biểu thức B được rút gọn như sau, được chưa? bắt đầu đi rút gọn, thì đầu tiên là chúng ta phải viết lại đầu bài b bằng như sau đã, được chưa? Sau đó thì chúng ta sẽ bình tính quan sát. Rõ ràng trong trường hợp này thì cái mẫu số chung của chúng ta ấy chính là cái thằng x trừ chín này. Bởi vì sao? x trừ chín thì chúng ta sử dụng hằng đẳng thức đáng nhớ thì sẽ tách ra bằng căn x cộng ba nhân căn x trừ ba, đúng không? Vậy đến đây với cái việc định hướng như vậy thì chúng ta sẽ lấy mẫu thức chung chính là căn x cộng 3 nhân căn x chữ 3. Vậy ở đối với cái phân thức đầu tiên ấy là đã có mẫu là căn x cộng 3 rồi, vậy phải nhân cả tử với mẫu với nhân tử phụ, nhân tử phụ trong trường hợp này chính là căn x trừ 3 nhá. Được chưa nào? Đối với phân thức thứ hai thì phải nhân cả tử và mẫu với thành phần còn thiếu đó chính là căn x cộng 3. Được chưa? Vậy dưới mẫu có rồi, bây giờ trên tử chúng ta nhân thêm căn x cộng 3 nữa vào. nhân với can x cộng 3 vào. Được chưa? Thằng cuối cùng thì rõ ràng đây đã chính là cái thằng thành phần căn x cộng 3 nhân căn x chữ 3 rồi. Vậy các con chỉ cần đưa cái thằng x chữ 9 này biến thành căn x cộng 3 nhân căn x chữ 3 là được nhá. Ok. Vậy biểu thức B của chúng ta sẽ bằng như sau này. Vì ba cái phân thức này có cùng mẫu là căn x cộng 3 nhân căn x chữ 3 rồi, vậy chúng ta nhân tung tất cả các từ này ra kết hợp lại nhau. Căn x nhân căn x là được x trừ đi 3 căn x là cái nhân tử đầu tiên, tử đầu tiên nhân tung nó ra. Sau đó cộng với cái tử thứ hai thì nếu mà bạn nào mà làm thành thạo thì các con nhân tung luôn xem kết quả bao nhiêu. Còn nếu làm chưa thành thạo thì bình tĩnh nhân cái này ra, được chưa nào? Vậy hai căn x nhân căn x là cộng với 2x. Trừ căn x cộng với 6 là như vậy cộng với 5 căn x, được chưa? Và cuối cùng là trừ đi 3. Trừ đi 2x là trừ đi tử của cái phân thức cuối cùng, sau đó cộng với căn x và cộng với 3 nữa. Được chưa? Rồi ok. Vậy đến đây, bước tiếp theo của chúng ta đó chính là cần phải đi thu gọn cái từ số từ từ thức này. X này với 2x này và trừ đi 2x vậy trên tử còn còn x. Trừ 3 căn x cộng 5 căn x là còn còn dương 2, dương 2 cộng 1 vậy nó là còn lại là cộng với 3 căn x. Trừ 3 cộng 3 hết. Vậy dưới mẫu vẫn giữ nguyên căn x cộng 3 nhân căn x 3 được chưa vậy đến đây biểu thức b của chúng ta bằng cái gì ở trên tử chúng ta đặt được căn x ra ngoài làm làm thừa số chung thì trong ngoặc còn lại nó là căn x cộng 3 và đến đây thì chắc là các con ai cũng nhìn thấy là trên tử giấy mẫu có thành phần căn x cộng 3 giống hệt nhau vậy chém hoa quả nó đi vậy biểu thức b của chúng ta chính xác còn lại là căn x trên căn x trừ ba nhá được chưa nào căn x trên căn x trừ ba và đây đi đến kết luận vậy với x lớn hơn 0, x khác 1, x khác 9. Thì biểu thức B của chúng ta là bằng căn x trên căn x chữ 3. Ok chưa nào? Rồi, như vậy là xong cái bước rút gọn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang làm nốt cái ý cuối cùng. Bạn nào thấy cần chữa thì chữa, còn nếu không cần thì thôi. Rồi, chúng ta xử lý câu C nhá, là ý thứ ba nhá. So sánh biểu thức P của chúng ta thì được xác định bằng A cộng với 1 trên B và so sánh thằng này với 5 với 5, được chưa? So sánh với 5 Ok, thì bước đầu tiên ấy để so sánh được cái biểu thức P này với 5 thì trước hết là các con phải đi tìm xem biểu thức P của chúng ta bằng bao nhiêu trước. Vậy đến đây ta có như sau này. Với x lớn hơn 0, x khác 9 thì biểu thức P của chúng ta được xác định bằng a cộng với 1 trên b và đến đây thì thay vào cho thầy. A của chúng ta sẽ lấy là x cộng với 7 chia cho căn x. Sau đó cộng với 1 trên b thì 1 trên B chính là bằng là 1 chia cho căn x trên căn x 3. Vậy chúng ta sẽ nhân nghịch đảo nó luôn. Vậy nó là căn x trừ đi 3 và dưới mẫu là căn x được chưa nào? Và đến đây sẽ bằng bao nhiêu đây? x cộng 7 như vậy nó sẽ được là bằng x cộng với căn x và cộng với 4 nhá. Cộng với 4. Được chưa nào? Và tất cả trên cho căn x. Được chưa? Ok. Vậy thì ở đây ý, thực ra là cái việc so sánh cái thằng P với 5 này này thì các con có hai cách thức để làm. Nếu cách thứ nhất thì chúng ta hãy xét cái hiệu là P 5. Xét cái hiệu P 5 tức là lấy cái biểu thức x cộng căn x cộng 4 trên căn x này trừ đi 5. Đấy là cách thứ nhất. Cách thứ hai, thầy sẽ hướng dẫn luôn cho cả lớp nhìn để các con lần sau có thể làm thì có thể làm theo cách thứ hai cũng được. Chúng ta sẽ như sau nhìn này. Cái thằng x cộng căn x cộng 4 trên căn x chúng ta lấy tử chia mẫu. Vậy thằng này sẽ được là căn x cộng với 1 cộng với 4 trên căn x đúng không chuẩn chưa sau đó thì vì là x lớn hơn không cho nên căn x và 4 trên căn x đều là hai số dương chúng ta sử dụng bất đẳng thức cosi cho hai cái thành phần căn x và 4 trên căn x này nếu khi cộng bất đẳng thức cosi lại thì ta sẽ được lớn bằng hai lần căn của tích của chúng căn tích của chúng tức là hai nhân với căn 4 và thằng này thì sẽ được kết quả là bằng 4 đúng không chỗ này là 4 này 4 mà cộng thêm với một ở giữa nữa là cái số tự do thì 4 cộng 1 bằng 5. Như vậy cái biểu thức P này của chúng ta luôn luôn lớn bằng 5. Và như vậy đi đến kết luận là gì? Vậy P luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 5. Được chưa? Đấy là cách thứ nhất. Cách thứ hai thì chúng ta sẽ làm bằng như sau. Xét hiệu. Xét này. Hiệu. Của P trừ đi 5. Thì ta được. Đúng không? Thì ta được. Ta được như sau. P trừ 5 bằng lấy cái thằng này sau đó các con trừ đi 5 giúp cho thầy và đến đây thì suy ra được là gì P trừ 5 của chúng ta ấy thì sẽ bằng cái gì nhỉ là chúng ta quy đồng cái thằng này lên vậy dưới mẫu là căn x giữ nguyên trên tử của chúng ta sẽ được là x cộng với căn x sau đó cộng với 4 và trừ đi là 5 5 đúng không? 5 căn x 5 căn x và đến đây thì sẽ bằng là trên tử của chúng ta sẽ còn được là x trừ đi 4 căn x sau đó là cộng với 4 cuối cùng và chia cho căn x ở trên ở dưới mẫu và thằng này suy ra được là p 5 trên tử này chắc là ai cũng đều nhìn nhận ra được đây chính là hằng đẳng thức số 2 hiệu bình phương của một hiệu đúng không vậy ta sẽ được là căn x trừ đi 2 tất cả đóng mở ngoặc bình phương và chia cho căn x bình phương chia cho căn x và thằng này thì làm sao nhỉ các con nhỉ? Luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 0. Đúng không? Với mọi x với mọi giá trị của x thỏa thỏa mãn. Thỏa mãn đó chính là cái điều kiện x lớn hơn 0 và x khác 9, thỏa mãn x lớn hơn 0 chấm phẩy x khác 9, được chưa? Ok. Rồi, vậy đến đây ta đến được điều đó là gì? Từ đó suy ra P của chúng ta sẽ làm sao nhỉ? Trừ 5 lớn bằng 0 dẫn tới P sẽ phải luôn luôn là lớn hơn bằng 5 các con nhá. Ok. Vậy đi đến kết luận này, vậy biểu thức P của chúng ta luôn luôn lớn bằng 5. Với mọi với mọi x với mọi giá trị của x thỏa mãn điều kiện này. Rồi, ok, đã xong. Rồi, các con chữa bài đi. Sau đó chúng ta sẽ chuyển sang nội dung bài số 2. Ok, chuyển bài tiếp theo nhé, Thầy sẽ chuyển chúng ta sẽ chuyển sang cái nội dung của bài số 2. Đó là một bài gồm có hai ý. Ý đầu tiên là liên quan đến bài toán giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình. Vậy bài số 2 này. Ý đầu tiên nhá là lập uh, giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ. Thì đọc đầu bài thầy phân tích đầu bài như sau này. Một tàu tuần tra nhận nhiệm vụ đi tuần tra trên một khúc sông, tàu đi xuôi dòng 48 km rồi ngược dòng 60 km, thì mất tất cả là 5 giờ. Tính vận tốc của tàu tuần tra khi nước yên lặng, biết vận tốc dòng nước là 2 km trên giờ, được chưa? Ok, bài này để cho dễ hiểu, dễ phân tích đầu bài, vẽ cái, lập cái bảng ra. xong ngay trong một nốt nhạc. Rồi OK. Câu hỏi của bài toán là vận tốc của tàu tuần tra khi nước yên lặng. Vậy thầy xin phép gọi là vận tốc. Vận tốc này là vận tốc của tàu đúng không? Vận tốc của tàu. Đấy. Ô thứ hai sẽ là liên quan đến quãng đường. quãng đường và ô thứ ba là liên quan đến thời gian cái này là nháp thôi chúng ta không phải trình bày vào bài kiểm tra cho nên thầy viết nó chữ xấu nhá không viết quá nắn nót thì vận tốc của tàu ở đây thầy sẽ gọi nó là bình thường nó gọi vận tốc riêng của nó ấy là vận tốc riêng là x như vậy khi đi xuôi dòng thì lưu ý này xuôi dòng thì người ta đã có một công thức liên hệ rồi vận tốc của tàu khi đó sẽ bằng vận tốc riêng là x cộng thêm với vận tốc dòng nước nó đã cho chúng ta là hai còn khi đi ngược dòng thì vận tốc của tàu khi đó sẽ bằng là vận tốc riêng của tàu trừ đi vận tốc dòng nước tức là x 2 quãng đường nó đã cho rất rõ ràng đi xuôi là 48 cây đi ngược là 60 cây Vậy quãng đường đã biết, thờ vận tốc đã biết, đương nhiên thời gian sẽ bằng quãng đường chia cho vận tốc. Vậy 48 chia cho x cộng 2 là thời gian đi xuôi dòng. Còn 60 chia cho x trừ 2 là thời gian đi ngược dòng. Thì nó bảo rằng tổng thời gian đi xuôi và ngược là 5 giờ. Vậy thầy có được phương trình như sau. 48 chia cho x cộng 2 sẽ cộng với 60 trên x trừ 2 và tổng hai thằng này sẽ bằng 5. Nếu giải thật cẩn thận cái thằng này, chắc chắn các con sẽ tìm ra được vận tốc của tàu, đúng không? Trong trường hợp này x bằng bao nhiêu nhỉ? x bằng bao nhiêu đây? Rồi, ok, chờ thầy một chút thầy tính xem nào. 22 đúng không? Đúng nhỉ? 22, 22. Đúng rồi đấy, ok. Đúng không? 22 đúng không? Thầy tính ra nhẩm ra là 22 đấy. Ok, tốt rồi. Vậy thầy tính đúng. Rồi. Vậy căn cứ trên cái kết quả như thế này, bây giờ chúng ta sẽ đi xử lý trực tiếp bài này như sau. Được chưa? Cái bảng này thì thực ra đối với những bạn nào học kiến thức ổn rồi thì không cần vẽ cái bảng này ra vẫn thầy tin vẫn làm được. Thế còn cái bảng này là dành cho những bạn nào ở mức độ gọi là học ở mức độ vừa phải. Thì giúp cho các bạn ý khai thác được tất cả các dữ kiện trong đầu bài một cách rõ ràng và chính xác. Được không nào? Ồ, ok. Vậy bây giờ thầy sẽ xử lý cái bài này như sau nhé. Gọi. Vận tốc của tàu tuần tra khi nước yên lặng khi nước yên lặng là x mở ngoặc đơn vị là km giờ chấm phẩy x của chúng ta là lớn lớn hơn hai tại sao lại lớn hai là bởi vì vận tốc của tàu thì bao giờ cũng phải lớn hơn vận tốc của dòng nước được chưa còn nếu trong trường hợp mà vận tốc của tàu bé hơn vận tốc của dòng nước có nghĩa là làm sao có khái niệm đi xuôi và đi ngược được đúng không các con ok nhá vậy đầu tiên ta có như sau này à, vận tốc vận tốc của tàu khi đi xuôi dòng là x cộng 2 đơn vị là km trên giờ được chưa xuống dòng vận tốc của tàu khi đi ngược dòng là x 2 cũng đơn vị là km trên giờ được chưa ok ta có này tàu đi xuôi dòng 48 km mất thời gian là lấy 48 này là quãng đường chúng ta sẽ chia cho vận tốc đi si xuôi dòng đó chính là chia cho x cộng 2 đơn vị là giờ được chưa các con là giờ nhá Rồi xuống dòng Giờ này Rồi xuống dòng này Tàu đi ngược dòng Tàu đi ngược dòng 60 km Mất thời gian là 60 chia cho vận tốc tương ứng Đó là x chữ 2 Đơn vị là giờ Vậy ta có như sau Theo đề bài Theo đề bài Thì Tổng thời gian đi xuôi và ngược dòng là 5 giờ. 5 giờ. Nên ta có phương trình 2 chấm. Lấy 48 chia cho x cộng 2, sau đó cộng với 60 trên x 2 thì sẽ bằng 5, được chưa các con? Ok, vậy thầy sẽ giải nhanh nó như sau này, lúc cái thầy giải là thầy giải ở nháp cho nên là viết ngoáy bây giờ chúng ta sẽ phải trình bày như sau. Thế thì để đây là đây là chính là một phương trình có chứa ẩn ở mẫu. Đây là kiến thức được học từ lớp 8 rồi. Vậy ta sẽ phải quy đồng cái 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 phương trình này. Quy đồng thì có nghĩa là chúng ta sẽ phải nhân cả tử và mẫu để xuất hiện được mẫu thức chung. Thì đối với cái thằng đầu tiên này đó chính là nhân thêm thành phần x 2 vậy trên tử phải nhân thêm x 2. Ở dưới mẫu của chúng ta đối với phân thức thứ hai đã có x 2 rồi, vậy phải nhân thêm nhân tử phụ còn thiếu đó chính là x cộng 2, vậy 60 phải nhân thêm x cộng 2, đúng không? Thì bằng 5 ở đây là chúng ta sẽ phải nhân cả tử và mẫu với thành phần kia, vậy tức là nhân với x cộng 2 nhân x 2 và dưới mẫu cũng vậy. Vậy đến đây ta được điều gì? Vì ba phân thức này có mẫu thức giống hệt nhau rồi, vậy chúng ta được phép khử mẫu thoải mái. Vậy ta còn được là tử cộng tử bằng tử. Vậy sẽ được là 48x trừ đi 96 cộng với 60x cộng với 120. Và sẽ bằng bên tay phải đó chính là 5 nhân với mở ngoặc x bình phương trừ đi 4. Đúng không? Bởi vì đây chính là hằng thức x bình phương trừ đi 4. Tương đương với này. Thầy sẽ được là 5x bình phương kia bình tĩnh giữ nguyên được chưa chỗ này là 60 với 48 x vậy nó là trừ đi 108 x trừ 20 và trừ tiếp đi cho 24 nữa vậy nó là trừ đi 20 24 nó là trừ đi 44 bằng 0 ok chưa vậy đến đây những bạn nào mà khả năng phân tích đa thức thành nhân tử tốt thì tách luôn còn bạn nào phân tích không tốt thì lập tức bỏ máy tính ra để ấn cho thầy chọn chế độ đó chính là 1 5 3 tức là chọn vào chế độ giải phương trình bậc nhất hai ẩn, thấy xin lỗi, Giải phương trình à bậc à, bậc hai một ẩn x. Trong trường hợp này thì hệ số a của chúng ta là số 5 này bằng hệ số b là âm -108 108 bằng hệ số c là âm -44 bằng. Thì các con sẽ lập tức tìm ra được ngay. Ok delta cũng được. Trời thì thì delta delta bằng delta số này hơi to vậy lấy delta phẩy nhá delta phẩy trong trường hợp này nó là b phẩy bình phương vậy nó là bằng trừ của 54 đúng không 54 bình phương ui rồi số to thế này tự nhiên lại xui thầy đi làm delta <laughs> b bình phương trừ đi a nhân c tức là trừ đi 5 nhân với âm 44 ui rồi nhìn cái số này chán quá 54 bình phương âm 54 bình phương thôi thì ấn máy tính nhá. 54 nhân với 54 này. Cộng với 5 nhân 44. 3136 số tỏ thế nhỉ. Từ đó dẫn tới suy ra là căn delta sẽ được là bao nhiêu đây? Sẽ bằng căn của 3136, vậy chúng ta sẽ được bao nhiêu? 56 à? Ui đẹp quá nhỉ, 56. Vậy đến đây ta sẽ được là x1 x2 đúng không? x sẽ bằng là gì? Trừ b phẩy tức là bằng trừ trừ của 54 vậy là dương 54. Sau đó là trừ delta đi. Trừ đi 56 chia cho chia cho a tức là chia cho 5. Vậy đáp án này số này hơi bị xấu nhỉ. Nó là âm 2/5 à? Đúng không nhỉ? Có đúng âm 2/5 không? <laughs> trừ 2 phần 5 đấy đây là một nghiệm nhá nghiệm thứ hai x của chúng ta sẽ bằng 54 cộng 56 chia cho 5 54 cộng 56 là bằng 110 chia cho 5 vậy bằng 22 Ok đúng như con số lúc nãy thầy tính ra bằng là thầy, thầy tách các bạn chơi khó thầy bắt thầy phải đi tính delta to đùng lên trong khi thầy thì thầy lại nhầm được là có nghiệm bằng 22 chơi khó nhau à, được chưa vậy trong trường hợp này tìm ra được nghiệm là hai nghiệm nhá thì cái thằng âm 2 phần 5 này này viết luôn là không thỏa mãn còn cái thằng này thì là thỏa mãn được chưa Thầy nói thật với con nhé, nhìn cái phương trình này này. Thầy nhắm một mắt, thầy cũng đọc luôn được vanh vách ra là nghiệm của nó luôn. Mà không cần phải delta nên tiếc gì cả. Bởi vì là delta chỉ dành trong trường hợp là chúng ta không biết là cách tách như thế nào thôi. Chứ còn thầy thì thầy lại khả năng tách, thì thầy, lại cái khả năng tách của thầy khá là tốt. Cho nên ấy, nhìn một cái thầy đoán ngay được là sẽ có nghiệm bằng 22. Đó, ra <laughs> dạ luôn. Chứ làm như thế này thì thực ra là chơi khó thầy. Delta ra bằng 3136 xong lại nhầm 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 bởi vì nhà thầy không có máy tính lấy căn của 3136 thì thực sự là đúng là một sự khó khăn đó được chưa <laughs> ok vậy đến đây đi đến kết luận nhá như vậy là x bằng 22 là thỏa mãn vậy các con sẽ đi đến kết luận là vậy vận tốc của tàu tuần tra khi nước yên lặng thực ra đây chính là vận tốc riêng của tàu đấy thì vận tốc của tàu tuần tra khi nước yên lặng là 22 km chia cho giờ ok rồi ờ, chữa đi nếu thấy cần chữa còn nếu dễ quá thì thôi Nói chung ấy, nó gần như kiểu như là thói quen. Khi mà các con quen cái kiểu tính quen rồi ấy thì đương nhiên là nó sẽ đưa chúng ta về một cái dạng bài về một cái gọi là một cái thế là bắt buộc phải tính cho chính xác. Hiểu không nào? Chứ còn trong trường hợp này mà nếu tính delta thì thầy nói thật với các con là rất hiếm khi thầy tính delta kiểu như này. Thế nhưng mà đối với những bạn nào mà quen có sử dụng máy tính rồi ấy thì các con cứ sử dụng delta cho thầy cũng được. Bởi vì có máy tính hỗ trợ nhá. Ok chưa? Ở đến đây ta có như sau này. Chuyển sang ý số 2 của bài số 2 nhé. Ý số 2 này là một bài liên quan đến phần hình không gian. Một chiếc nón lá có dạng hình nón có bán kính đáy là 20cm. Như vậy là ở đây các con viết nhầm ra nháp tức là bán kính R thì bằng là 20 đơn vị cm đúng không? Thế còn nó bảo độ dài đường sinh thì đường sinh người ta hay ký bằng chữ L. Đường sinh là cái gì? Đường sinh thì hôm trước thầy đã nhắc nhở cho các con một chút ở trong cái buổi bổ trợ rồi đúng không? Vậy nó sẽ như thế này này. Đại ý kiểu như thế này. Nhớ cho thầy là đây thầy vẽ chiếc nón này là vẽ chiếc nón vớ vẩn đấy nhá. Chứ còn đúng ra là chiếc nón này nó phải là làm sao các cái ở đường đằng trong này này. Là nó nét chấm chấm đấy nhá. À, thầy xin phép lỗi trước rồi bởi vì thầy mà vẽ cái nét chấm chấm đấy lâu lắm được chưa sau đó thì nó sẽ có như thế này này đấy. bên trong này cái trục đường cao này và cái bán kính này đều nét chấm chấm hết các con nhá thì trong trường hợp này đây chính là chiều cao h của chúng ta này đây là bán kính r này và đây là đường sinh này đấy. thì nó bảo rằng là tính diện tích lá cần dùng để phủ xung quanh chiếc nón đó phủ xung quanh có nghĩa là gì có nghĩa là ở cái phần mà bên gì ở bên ngoài của cái nón này thì diện tích xung quanh của nó là bao nhiêu thì cũng chính là diện tích lá cần dùng để phủ toàn bộ xung quanh của cái chiếc nón đúng không vậy trong trường hợp này thì ta có đường sinh của chúng ta là bằng 30 cm vậy các con cần phải nhớ ngay đến công thức tính diện tích xung quanh của chiếc nón đúng không diện tích xung quanh của chiếc nón bằng công thức như nào nhỉ nào Ta có này. À, chiếc nón lá chiếc nón lá có dạng hình nón, đúng không? Có dạng hình nón. Có bán kính đáy tức là có r bằng 20 cm, copy lại cái thằng trên này vứt xuống dưới cho thầy. Xuống dòng. Ta có này. Diện tích lá cần dùng để phủ xung quanh chiếc nón là chính là S xung quanh của chúng ta, được chưa? Diện tích lá cần dùng chính là tính công thức tính diện tích xung quanh. Thì công thức tính diện tích xung quanh của của hình nón ấy thì sẽ bằng là pi nhân với r nhân với đường sinh l. Vậy ta sẽ có được công thức bằng Pi nhân với R và nhân với L các con nhá Được chưa? Nhân với R và nhân với L. Thì viết công thức ra trước. Sau đó sẽ thay số vào Pi thì bằng 3,14. Nhân với R của chúng ta là bán kính chính là bằng 20. Nhân với đường sinh tức là nhân với 30. Bằng bao nhiêu đây? 600 nhân với 3,14 là 1.800 1884 đúng nhỉ? 6 x 14. Ờ đúng đấy, ok đấy. 1884 nhá. Được chưa nào? Bởi vì thầy nhân như này, lấy cái thằng này 600 này, 600 x 3 trước thì được 1800 rồi. 600 này nhân với lẻ 0.14 thì nó ra được 84 vậy là 1884. Đơn vị nhớ nhá. Cờ m mũ 2, được chưa? Ok chưa? Rồi, vậy trong trường hợp này Diện tích lá cần dùng để phủ xung quanh chiếc nón chính là 1884 cm vuông. Ok? <cười> <cười> Ờ oh, ok. Nhớ cho thầy kết luận nhá. Vậy này. Diện tích lá cần dùng là 1884 cm2. Thì khi mà đi ở trong cái kết luận này này thì các con không cần phải mở ngoặc nữa nhá. Nhớ cho thầy cái này thì nó là ở kỹ năng từ lớp dưới rồi, đúng nào? Là 1884 cm2. Ok, bây giờ chúng ta chuyển sang nội dung của bài số 3. Bài số 3 là một bài liên quan đến gồm có hai ý. Ý thứ nhất là giải hệ phương trình. À, ở đây tiện đây nhắc nhở công thức luôn nhé. Ở đây là diện tích xung quanh, còn diện tích toàn phần thì sẽ bằng diện tích xung quanh cộng thêm với uh, diện tích đáy. Được chưa cả lớp? Cộng thêm diện tích đáy. Và nó sẽ bằng là PRL cộng với pi uh, PR bình phương. Ok chưa? Nhớ nhá còn thể tích 1 phần 3 PR bình Nhân với H 1 phần 3 PR bình nhân H Đương nhiên H này là gì? Là chiều cao Được chưa? Là chiều cao Vậy nếu các con mà muốn Nó hỏi rằng là công thức tính 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 uh, Thể tích thì bắt buộc phải Lại phải đi tính thêm chiều cao xem như thế nào Ok chưa? Nhớ nhá <laughs> 1 phần 3 PR bình nhân H Rồi xong, chuyển sang bài số 3 ý đầu tiên Đó là giải hệ phương trình đúng không? Ok, thầy sẽ viết giải phương trình ra xong ngay giờ đây hệ của chúng ta như sau hai trị tuyệt đối hai nhân trị tuyệt đối của x 1 trừ đi căn của y cộng 2 bằng 4 phương trình thứ hai trong hệ sẽ là trị tuyệt đối của x 1 cộng với 3 nhân với cân của y cộng 2 và bằng 9. Ok. Vậy đầu tiên, trước khi các con làm thì luôn luôn phải nhớ cho thầy một điều. Đó là kiểm tra xem có cần phải tìm điều kiện hay không. Nhớ chưa nào? Nhớ nhá. Luôn luôn phải có một bước đó là kiểm tra xem có phải tìm điều kiện hay không. Thế thì trong bài này ấy, thì có phải tìm điều kiện. Đó là gì? Là điều kiện xác định đó chính là điều kiện để cho cái căn của y cộng 2 này tồn tại. Vậy điều kiện để căn tồn tại đó chính là biểu thức dưới dấu căn phải lớn hơn hoặc bằng 0. Nói cách khác là y cộng 2 của chúng ta sẽ phải lớn bằng 0. Và điều này tương đương với y lớn hơn hoặc bằng trừ 2. Lớn hoặc bằng trừ 2. Được chưa nào? Vậy đến đây với điều kiện như thế này thì ta có như sau. Ta có Cách thứ nhất là cái các con có thể mà để như thế này này, nếu như không quen có thể đặt ẩn phụ. Thì đặt ẩn phụ chúng ta đặt cái gì? Đặt cái trị tuyệt đối của x 1 này bằng a. Đặt cái y cộng 2 này là bằng b. Vậy tôi sẽ được là một cái hệ mới tương đương với ta có được là 2a trừ đi b là bằng 4. Và một cái nữa đó là a cộng với 3b là bằng 9. Đến đây thì các con quay trở về giải một cái hệ phương trình bậc nhất hai ẩn AB. Và cái việc tìm ra AB là cái chuyện đương nhiên. Tìm ra AB xong, thay ngược vào tìm ra trị tuyệt đối của x 1 và tìm ra được căn của y cộng 2. Đấy là cách hay làm nhất. Thế còn trong bài này, thầy xin phép là chúng ta sẽ biến đổi tương đương luôn cái thằng hệ này. Không cần phải uh, đặt nữa nhá Ta sẽ có như sau này bởi vì cái này khá là đơn giản cho nên chúng ta sẽ nghĩ đến việc là phương pháp dùng phương pháp cộng đại số thằng này thầy sẽ nhân cả hai vế của cái phương trình số 2 với số 2 vậy thầy sẽ được là hai nhân trị tuyệt đối x 1 cộng với 6 thì bằng 18 đến đây thì thầy sẽ lấy vế trừ đi vế của phương trình số 2 trừ đi phương trình số 1 của cái hệ này vậy ta có được như sau này 2 trị tuyệt đối trừ đi 2 trị tuyệt đối 2 nhân x trừ 1 trị tuyệt đối là hết Vậy 6 trừ trừ đi 1 Vậy nó là dương 7 Vậy ta có được là 7 nhân với căn của y cộng 2 Sẽ bằng 18 trừ 4 Tức là bằng 14 Và sau đó thì thầy giữ nguyên lại một phương trình Thầy xin phép giữ nguyên lại cái phương trình ở bên trên Vậy thầy sẽ được là 2 nhân với trị tuyệt đối của x trừ 1 Trừ đi căn của y cộng 2 bằng 4 Đúng không? Vậy đến đây thì đương nhiên thầy sẽ tìm ra ngay được là căn của y cộng 2 sẽ bằng 2. Sau đó các con thay căn của y cộng 2 này bằng 2 thay xuống phương trình bên dưới. Vậy tiếp tục giải được như sau. Ở trên này y cộng 2 bằng 2 như vậy y cộng 2 trong căn tức là y cộng 2 sẽ bằng 4. Ở đây 2 nhân trị tuyệt đối của x chữ 1 chữ 2 bằng 4. Vậy 2 nhân trị tuyệt đối của x chữ 1 bằng 6. Vậy trị tuyệt đối của x chữ 1 sẽ bằng 3. Điều chưa nào? Bằng 3. Và đến đây thì chúng ta tương đương với như sau. Ở bên trên chúng ta sẽ giải ra được ngay là y bằng 2 thôi. Ở bên dưới này thì sẽ phải chia hai trường hợp. Đúng không? Trường hợp thứ nhất đó là x 1 sẽ đúng bằng là 3 luôn. Và trường hợp thứ hai đó là x 1 bằng số đối của 3. Vậy thầy sẽ có được như sau nhé. X 1 bằng 3 hoặc x 1 bằng 3. Được chưa các con? Và đến đây thầy xin phép giải tương đương như sau. Vậy một trường hợp là x bằng 4 và một trường hợp là x bằng âm 2. Được chưa? Và đến đây thì chúng ta đi đến kết luận là gì? Rõ ràng là cái thằng y bằng 2 này là thỏa mãn cái điều kiện y lớn hơn bằng âm 2 đúng không các con? Vậy thỏa mãn nhé. Thỏa mãn. Và vì thỏa mãn rồi cho nên chúng ta đi đến kết luận cuối cùng. Đó chính là gì? Vậy hệ phương trình có nghiệm là có nghiệm x chấm phẩy y ở đây chúng ta sẽ có hai cặp nghiệm vậy thầy sẽ sử dụng cái là x x y của chúng ta thuộc tập hợp nhé tập hợp thứ nhất đó chính là x bằng 4 y bằng 2 vậy nó là 4 à, chấm phẩy 2 chấm phẩy trong này đó chính là cặp còn lại nó là âm 22 Ok rồi xin mời các con chữa bài sau đó chúng ta chuyển sang nội dung của bài tiếp theo Ý số 2 của bài số 3 là, là cho phương trình bậc 2 ẩn x. Được chưa nào? Và người ta yêu cầu câu A là hãy chứng minh phương trình một luôn có nghiệm với mọi giá trị của chắc là của M chắc. Ok, với mọi giá trị của M. Được chưa nào? Vậy bài này chúng ta sẽ cần phải trình bày như sau. Phương trình 1 có dạng phương trình bậc 2 ẩn x được chưa với a của chúng ta trong trường hợp này là a bằng một chấm phẩy hệ số b bằng m chấm phẩy hệ số c bằng m trừ một được chưa phương trình một có dạng là phương trình bậc hai ẩn x với hệ số a b c tương ứng là một m và m trừ một ok vậy đến đây ta có như sau xét delta thì delta của chúng ta sẽ bằng là b bình phương trừ đi 4AC Vậy đến đây các con thay số cho thầy bằng là M bình Trừ đi 4 nhân 1 Nhân với M 1 Và đến đây thì suy ra Delta của chúng ta sẽ bằng M bình phương Trừ đi 4M cộng 4 đúng không? Trừ đi 4M và cộng 4 Đương nhiên thằng này sẽ bằng là hằng đẳng thức đáng nhớ M 2 đóng mở ngoặc tất cả bình phương xuống dòng. À, trong trường hợp này thì ta có như sau này. Rõ ràng là m trừ hai tất cả bình phương này thì luôn luôn là lớn hơn hoặc bằng không, đúng không các con? Với mọi giá trị của m. Vậy đi đến kết luận là gì? Vậy phương trình một luôn có nghiệm với mọi giá trị của m, được chưa các con? Vậy cái ý đầu tiên đã xong. Xong nhá. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang ý số 2. Người ta bảo rằng gọi x1, x2 là hai nghiệm phân biệt của phương trình 1, vậy đến đây ta sẽ phải xử lý như sau. Để phương trình một có hai nghiệm phân biệt x1 x2 x1 phẩy x2 được chưa thì để phương trình một có hai nghiệm phân biệt x1 x2 thì delta của chúng ta là phải dương tức là delta phải lớn hơn không được chưa con? Và điều này sẽ tương đương với việc đó là m chứ 2 tất cả bình phương lớn hơn 0. Và thằng này lớn hơn 0 khi nào? Khi và chỉ khi là m chứ 2 khác 0 tức là m chứ 2 phải khác 0. Và điều này sẽ dẫn tới là m của chúng ta là khác 2 các con nhé. M khác 2. Ok chưa? Vậy đầu tiên là điều kiện phải tìm ra đó là m phải khác hai. Rồi, xuống dòng ta có. Theo định lý VS thì ta có như sau. Định lý VS là định lý nói đến là cách xác định ra tổng và tích của hai nghiệm. Vậy ta có x1 cộng x2. x1 cộng x2 trong trường hợp này thì thầy viết luôn vừa học vừa ôn luôn kiến thức này, trừ b trên a. Vậy thay số vào đó là thay cái tham số mà m vào B của chúng ta là trong trường hợp trên là nó lại liệt kê ra B bằng M đúng không? Vậy chỗ này sẽ bằng là trừ M trên 1, tức là bằng âm M. Thế còn tích của x1 nhân x2 là bằng C C nhân C trên A. Bằng C trên A nhé. Vậy C trên A của chúng ta thì sẽ bằng cái gì nhỉ? C là bằng M trừ 1 chia cho 1, vậy nó sẽ chính là bằng M trừ 1. Ok? Rồi, xuống dòng ta có như sau. Xét uh, biểu thức Biểu thức chính là cái biểu thức của đầu bài B này này, biểu thức B đúng không? Xét biểu thức B bằng x1 bình phương x1 bình phương trừ đi 4x1 trừ đi 4x1 cộng với x2 bình phương trừ đi 4x2. Ok chưa? Rồi. Vậy đến đây thì thầy sẽ biến đổi một tí bằng cách như sau. Từ đó tương đương với việc biến đổi biểu thức B bằng này. Kết hợp cái thằng x1 bình với x2 bình viết sát vào nhau. Vậy thì được như sau này. Trừ 4x1 và trừ 4x2 cũng viết sát nhau. Vậy đến đây ta sẽ được biểu thức B của chúng ta sẽ bằng như sau. Hai thằng này đây là có dạng A bình cộng B bình. Vậy chúng ta sẽ cho nó vào trong ngoặc. Để đưa được về thành là x1 cộng x2 đóng mở ngoặc bình phương. Thế thì rõ ràng là ở trên này với ở dưới này là chưa đủ. Vậy chúng ta còn phải trừ đi hai lần tích của x1 nhân x2 nữa cơ. Vậy thầy sẽ lấy luôn nó như thế này. Được chưa nào? Sau đó là trừ đi 4 nhân thằng này thì trừ 4 nhân mở ngoặc x1 cộng x2. Ok chưa nào? Và đến đây thì chúng ta sẽ suy ra được là biểu thức B của chúng ta sẽ bằng là gì? Tương đương với biểu thức B bằng. Chỗ nào có tổng của x1 cộng x2 thì thay bằng âm m chỗ nào có tích của x1 nhân x2 thì thầy thay bằng m trừ 1 vậy thầy sẽ được như sau trừ m trong ngoặc đóng mở ngoặc tất cả bình phương trừ 2 nhân mở ngoặc m trừ 1 và cuối cùng là trừ đi 4 nhân với mở ngoặc âm m vậy đến đây tương đương với việc ta có được biểu thức b của chúng ta sẽ bằng bao nhiêu đây m bình phương này trừ 2m cộng 4m vậy nó là cộng 2m này cộng 2 như vậy nó là đây là cộng 2 được chưa Ok Vậy nó bảo rằng là tìm giá trị nhỏ nhất Vậy phải đi tìm giá trị nhỏ nhất của cái biểu thức này Và thằng này thì sẽ bằng như sau Thầy sẽ lợi dụng cái kỹ năng đưa về hằng đẳng thức đáng nhớ Đó là M bình phương cộng 2M cộng với 1 Bên ngoài có cộng 1 nữa Và điều này sẽ tương đương với việc Biểu thức B của chúng ta sẽ bằng là M cộng với 1 Đóng mở ngoặc tất cả bình phương cộng với 1 Ok <laughs> Xuân Hiển ơi, con kiểm tra cho thầy xem đi, thầy làm có chính xác không? Chắc là không sai đâu. Xuân Hiển đang hỏi thầy là cái chỗ này có cộng 4m đúng không con? Đúng rồi, chỗ này là cộng 4m đúng. Nhưng cộng 4m này thầy đã triệt tiêu với cái thành phần âm 2m phía trước và thầy được ở đây là dương 2m. Xuân Hiển kiểm tra giúp thầy với. Có đúng không con? Đúng rồi đúng không? Ok. Ở đây thầy làm thực ra thì tất nhiên là thầy làm chỗ đấy thực ra cũng không gọi là tắt đâu mà bởi vì là cái kiến thức này là ở các các con ở lớp 9 ấy là hoàn toàn có thể được làm luôn như thế này nhá. Chứ không hề không phải là thầy làm tắt đâu nhá. Rồi đến đây ta có như sau này. Ta có M cộng 1 tất cả bình phương thì luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi giá trị của M. Đúng không? Với mọi giá trị của M. Từ đó suy ra M cộng 1 tất cả bình cộng thêm với một đơn vị nữa thì sẽ lớn hơn hoặc bằng 1. Cũng với mọi giá trị của M luôn. Được chưa? Vậy từ đó suy ra biểu thức B của chúng ta biểu thức B để từ từ xem là phải sẽ viết như thế nào cho nó chính xác suy ra B lớn hơn B bằng cái thằng này và lớn bằng một được chưa nào mình viết lại thêm một cái dòng nữa không thừa đâu vậy đến đây đi đến kết luận vậy giá trị nhỏ nhất của B là một và dấu bằng xảy ra khi khi nào khi m cộng một tất cả bình phương của chúng ta là bằng không và điều này sẽ tương đương với việc giải ra m bằng âm một được chưa các con ok nhá vậy giá trị nhỏ nhất của b là một và dấu bằng xảy ra khi m cộng một tất cả bình phương bằng không và giải ra được là m bằng âm một thằng này mở ngoặc ra cho thầy nhá thỏa mãn điều kiện còn nhớ điều kiện gì không đây điều kiện này điều kiện này đấy. nhớ điều kiện nhá phải kiểm tra đấy trong trường hợp này là thầy nhớ bởi vì là thầy ở trên thầy đã làm là m khác 2 rồi cho nên khi tính ra m bằng âm một là ok được chưa nào uy tín nhá Rồi ok, như vậy ý này xong. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang nội dung của bài hình cuối cùng nữa là sẽ kết thúc của cái đề này. Rồi các con cứ chữa đi, sau đó thì chúng ta sẽ xử lý cái bài hình. <cười> <cười> Xong chưa cả lớp ơi? Để chúng ta chuyển sang bài hình cuối cùng nào. Để chuyển sang bài hình nhá. Ok, thầy sẽ mô tả lại cái đầu bài như sau trước, sau đó thầy mới đi cụ thể vào từng câu. Cho nửa đường tròn đường kính BC. Trong trường hợp này thầy sẽ gọi nó là cái tâm O, được chưa nào? Tâm O là tâm của đường tròn, tâm nửa đường tròn. Lấy một điểm E nằm trên cái nửa đường tròn này sao cho đoạn BE bé hơn đoạn EC. Vậy thầy đã cố tình lấy cái điểm E nó gần về phía B hơn. Khi nó gần về phía B hơn thì chắc chắn BE sẽ phải bé hơn EC các con nhé, được chưa nào? Trên dây EC lấy một điểm H bất kỳ Điểm H này khác điểm E và khác điểm C Như vậy H chắc chắn là luôn luôn nằm trên cái cái dây EC này Được chưa nào Tia BH cắt đường tròn tại điểm thứ hai Là điểm D Các tia BE và CD kéo dài ra Cắt nhau tại điểm A Và câu A của chúng ta Là chứng minh tứ giác ADHE Thầy sẽ cho cái tứ giác này nó nổi lên một tí cho nó dễ nhìn được chưa cái tứ giác màu xanh này là tứ giác nó bảo rằng chứng minh tứ giác này là tứ giác nội tiếp đương nhiên là nội tiếp ở đây là nội tiếp đường tròn đấy được không nào rồi ok vậy câu này thầy sẽ chứng minh nhanh như sau nhá câu này rất đơn giản nên thầy sẽ viết luôn ta có như sau này Chứng minh từ giác ADHE nội tiết đường tròn. Vậy ta sẽ có được như sau. Ta có là E thuộc đường tròn. Nửa đường tròn. Đường kính BC. Nên là góc BEC BEC sẽ bằng 90 độ. Mở ngoặc ra. Góc nội tiếp. Chắn nửa đường tròn. Được chưa các con? Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn nhé. Thế như vậy ta có được góc BEC này bằng 90 độ. Từ đó suy ra. Góc AEC cũng bằng 90 độ nốt. Là bởi vì sao? mở ngoặc có thể lý giải là kề bù với góc BEC được chưa các con đấy là cẩn thận thì viết còn không thì cũng không sao đâu được chưa sau đó thì suy ra góc AEC bằng 90 độ này và điều đó dẫn tới là gì suy ra ta có góc AEH cũng bằng 90 độ nốt các con nhá, AEH cũng bằng 90 độ Ok, xuống dòng ta có như sau. À, BDC cũng vậy. D cũng thuộc đường nửa đường tròn, đường kính BC. Nên copy lại cái dòng trên, chỉ sửa mỗi là cái như sau thôi. Cũng thuộc nửa đường tròn, đường kính BC nên góc BDC cũng vậy. Cũng bằng 90 độ, cũng góc nội tiếp chắn nửa đường tròn. Dẫn tới góc ADB cũng bằng 90 độ kề bù với góc BDC các con nhé. Và điều đó dẫn tới là góc ADH của chúng ta cũng bằng 90 độ. Rồi xuống dòng, xét tứ giác. ADHE có góc AEH cộng với góc ADH thì bằng 90 độ cộng 90 độ và đương nhiên bằng 180 độ. Được chưa nào? Xuống dòng mà hai góc AEH và ADH mà hai góc AEH và ADH ở vị trí đối nhau nên suy ra tứ giác ADHE nội tiếp đường tròn mở ngoặc theo dấu hiệu nhận biết theo dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp được chưa nào theo dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp vậy xong <laughs> rồi như vậy câu a của chúng ta đã xong điều phải chứng minh rồi chuyển sang ib xem như thế nào Gọi Y là trung điểm của AH, Y là trung điểm của AH. Chứng minh rằng IO vuông góc với DE. Y là trung điểm của AH, vậy đến đây xong cái câu đầu tiên rồi thầy xóa nó đi nhá. Ai à, cái đoạn Y là trung điểm của AH này xong này. Bây giờ người ta bảo chúng ta là chứng minh rằng là IO vuông góc với ED đúng không? IO vuông góc với ED. IO cần phải chứng minh vuông góc với ED vậy thì ở đây thầy định hướng như sau cả lớp quan sát này bản thân cái thằng O này là đã cách đều điểm E và điểm D rồi cho nên điểm O chắc chắn phải nằm trên đường trung trực của ED như vậy nếu mà để chứng minh OI này IO này mà vuông góc với ED là vuông góc tại đây này Đấy, vuông góc tại cái vị trí màu đỏ ấy. đấy vuông góc tại chỗ này thì thầy sẽ nghĩ đến việc là chúng ta sẽ đi chứng minh rằng IE bằng ID vậy thầy nối nhá nối I với E nối I với D được chưa nối I với E nối I với D thì ta có như sau ta có này I là trung điểm của ah đây là cái này là giả thiết nó cho rồi đúng không y là trung điểm của ah nên suy ra y là tâm đường tròn đường kính ah y là tâm đường tròn đường kính ah và ngoại tiếp tứ giác ADHE ADHE được chưa các con? suy ra y là tâm đường tròn tâm đường tròn đường kính AH ngoại tiếp tứ giác ADHE. Và từ đó thì chúng ta sẽ suy ra được ngay đó là IE sẽ phải bằng ID được chưa các con? MA OE lại bằng cả OD nữa và mở ngoặc ra à bằng bán kính đường tròn tâm ô bằng mặt kính đường tròn tâm ô và từ hai điều này thì các con đủ điều kiện suy ra là IO là đường trung trực đường trung trực của ED và vì IO là đường trung trực của ED nên suy ra IO của chúng ta chắc chắn là vuông góc với ED các con nhá chắc chắn là vuông góc với ED và đây chính là điều phải chứng minh của chúng ta Ở cái câu số 2 Tức là ý B đấy Được chưa nào Ồ, Ok các con chưa đi Ó ừ, con chưa đi sau đó chúng ta chữa nốt đến câu cuối cùng <cười> <cười> Ok chưa? Rồi. Câu cuối cùng nhá, ý C. Ý C là cái gì để thầy nhìn đầu bài đã? Kẻ tia AH cắt BC tại K. AH kéo dài cắt BC tại K. Ok, ở đây thầy lại ký hiệu là D, thầy chắc phải sửa lại rồi. Điểm K ở đây. Sorry. Điểm K ở đây, ok nhá. Sau đó chứng minh cái gì đây? chứng minh rằng đường tròn ngoại tiếp tam giác edk luôn đi qua một điểm cố định, đường tròn ngoại tiếp tam giác ngoại tiếp tam giác edk edk tức là cái đường tròn đó là đường tròn phải đi qua ba điểm edk này đúng không? Rồi ừ, ok. Đấy, cái đường tròn mà đi qua cái tam giác màu vàng ấy, qua cái ba đỉnh của tam giác màu vàng Ok Vậy bây giờ cần phải mục tiêu của chúng ta là chứng minh rằng Cái đường tròn ngoại tiếp này Sẽ phải đi qua một điểm cố định Vậy thì cái việc mà chứng minh điểm đi qua một điểm cố định ấy Thì các con cần phải định hướng như sau Là chúng ta cần phải dự đoán xem cái điểm cố định đó là điểm nào Đúng không? Cần phải dự đoán điểm cố định đó là điểm nào Thế thì bản thân ở đây ý, thì thầy dự đoán là như sau thầy tư duy như sau nhé E K D như vậy ý, các con nghe này đầu tiên là chúng ta không biết làm thế nào cả nghe nhé đầu tiên không biết làm thế nào cả thì chúng ta phải nghĩ đến một việc như sau cả lớp tập trung này đường tròn ngoại tiếp tam giác E D mà tâm đường tròn ngoại tiếp của một tam giác đó chính là giao điểm của ba đường trung trực cả lớp còn nhớ kiến thức từ ở lớp à, 7 không? Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác chính là giao điểm ba đường trung trực thế mà ở cái câu trước chúng ta đã có một gợi ý là đường trung trực của cái đoạn ED chính là cái đường IO đúng không? cho nên khi mà các con tư duy các con phải nghĩ ngay đến một việc đó là tâm đường tròn ngoại tiếp EDK chắc chắn phải nằm trên đường trung trực của ED, tức là phải nằm trên IO. Ok? Đúng không? Như vậy thì khả năng rất cao cái điểm cố định của chúng ta ấy chính là điểm O. Đấy là thầy dự đoán như vậy. Vậy căn cứ vào cái mục tiêu chúng ta đã đề ra thì bây giờ chúng ta cần phải đi chứng minh chính xác là cái đường tròn mà ngoại tiếp tam giác EDK chính là đi qua ô thật. Vậy trước khi vẽ, thì chúng ta kiểm chứng bằng cách vẽ một cái đường tròn đúng không cái đường tròn này là cái đường tròn mà đi qua cái điểm EDK ấy thì xem xem nó có đi qua cái điểm O hay không thì bình tĩnh nhá bình tĩnh để thầy xem xem nào bây giờ lấy đường trung trực của đoạn ED đã đi từ 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 từ, từ chờ tí lấy trung điểm này sau đó nối trung điểm nó sẽ cắt điểm ở gần đây à điểm ở gần đây ok thầy có một cách khác sử dụng phần mềm Đấy. <laughs> thầy sử dụng phần mềm thì thầy đã nhận diện ra được khả năng nó là chính là cái đường chấm chấm này và màu thì chọn nó là màu tím như vậy là rõ ràng chúng ta cảm nhận thấy được là nếu các con không có phần mềm như thế ấy, thì các con hãy lấy compa nhé hãy lấy compa quay xem cái đường tròn nào đi qua ba điểm EKD và chúng ta đi qua được một điểm cố định trên hình thì dự đoán điểm đó chính là điểm chúng ta cần chứng minh ok chưa vậy trong trường hợp này thầy dự đoán là điểm O là chính xác vậy bây giờ chúng ta cần phải đi chứng minh xem có thật sự đúng là điểm O hay không được chưa vậy chứng minh như sau nhé ta có này xét à, tam giác ABC có BD phẩy CE là hai đường cao là hai đường cao BD cắt CE điểm H suy ra H là trực tâm của tam giác ABC được chưa các con điều này thì chắc ai cũng đều nhận ra được hết vì H là trực tâm nên suy ra AK là đường cao thứ ba của tam giác ABC nên AK sẽ vuông góc với BC và từ đó dẫn tới là ta có được góc AKB bằng 90 độ được chưa các con? OK nhá. Rồi ta có như sau: xét tứ giác à, BEHK, BEHK có tổng của góc BEH, BEH cộng với góc Uh, BKH BKH Thì sẽ bằng là 90 độ cộng 90 độ Và sẽ bằng 180 độ Xuống dòng Mà Hai góc BEH và BKH Cũng ở vị trí Ở vị trí đối nhau nên suy ra tứ giác uh, BEHK nội tiếp đường tròn, nội tiếp đường tròn và cái này nội tiếp đường tròn căn cứ theo dấu hiệu nhận biết được chưa các con nội tiếp đường tròn nhá nên suy ra tứ giác BEHK nội tiếp đường tròn vì nội tiếp đường tròn nên thầy sẽ suy ra được góc EBH Góc EBH, uh, EBH thì sẽ bằng EKH, uh, e, góc EKH, được chưa? Tức là hai góc này là hai góc bằng nhau này. Sau khi thầy định hướng được cái điểm O là cái điểm khả năng chúng ta cần chứng minh rồi, thì thầy tạm thời bỏ bớt nó đi để cho nó nhìn nó đỡ bị dối. Vậy bây giờ thầy sẽ ký hiệu những góc bằng nhau lên cho các con dễ nhìn nhé. rồi một góc này hai góc này ba góc này hai góc này bằng nhau rồi bây giờ chúng ta cần phải chứng minh thêm hai góc này bằng nhau nữa được chưa và nó còn bằng cả góc này nữa cơ còn vì sao bằng thì thầy sẽ chứng minh ngay bây giờ Vậy ở đây các con có nhìn thấy cho thầy đó chính là bốn cái góc màu đỏ này bằng nhau không? Thì thầy đã chứng minh được góc đỏ số 1 với góc đỏ ở đây là bằng nhau rồi đúng không? Hai góc B1 này, này và cái góc K1 này bằng nhau rồi. Bây giờ cần chứng minh K2 bằng cái thằng C2 này nữa. Vậy ta sẽ có định như sau. Xuống dòng. Xét tứ giác. À KHDC KHDC thì có như sau. Ta có trong trường hợp này đó là KHDC thì có góc HKC. HKC cộng với góc HDC là bằng 90 cộng 90 cũng bằng 180. Mà hai góc này thì cũng là ở vị trí đối nhau, không khác gì ở các cái chứng minh tứ giác nội tiếp ở bên trên cả nên từ đó suy ra tứ giác KHDC cũng là một tứ giác nội tiếp đường tròn và vì nó nội tiếp dẫn tới góc HKD HKD lập tức sẽ bằng góc HCD bằng góc HCD ở đây thầy quên thầy xin lỗi các con nhé ở trên các con phải lý giải cho thầy đấy mở ngoặc ra, ra này góc nội tiếp cùng chắn cung EBH thì nó cùng chắn cung EH nhá cùng chắn cung EH ở trên thầy quên đấy thầy xin lỗi thầy viết thiếu đấy ở dưới này các con cũng viết cùng cho thầy là cùng góc nội tiếp cùng chắn cung HD được chưa nào cùng chắn cung DH nó ấy thầy thiếu ở đây bổ sung thêm cho thầy cái đoạn này nhá phải có sự lý giải hai góc này là hai góc nội tiếp cùng chắn một cung cho nên là nó sở dĩ như thế nó mới bằng nhau rồi xuống dòng ta có như sau rồi nghe tiếp ta có này à, ta có góc EBD góc EBD thì bằng góc ECD mở ngoặc góc nội tiếp cùng chắn cung đó là cung ED cùng chắn cung ED được chưa các con được chưa nào cùng chắn cung ED nhá vậy thì cùng chắn cung ED từ đó suy ra ta sẽ có được góc EBD chính là góc EBH vậy suy ra góc EBH sẽ bằng góc ecd thì cũng chính là góc hcd bằng góc hcd và vì hai góc này bằng nhau cho nên từ đó dẫn tới ta sẽ suy ra được là có bốn góc bằng nhau tất cả đó chính là ebh bằng hcd bằng cả hai góc còn lại đó chính là góc ekh ekh và bằng cả góc hkd nữa được chưa các con chính vì như thế nên chúng ta suy ra được góc ekd ekd bằng hai lần của góc eb ebd mà góc eod của chúng ta eod cũng bằng hai lần của góc ebd mở ngoặc ra cho thầy góc ở tâm gạch ngang góc ở tâm gạch ngang góc nội tiếp được chưa nào góc ở tâm gạch ngang góc nội tiếp vậy từ đó dẫn tới điều gì chúng ta sẽ suy ra được là góc EKD sẽ bằng góc EOD được chưa các con vậy xuống dòng xét này xét tứ giác à, EKOD EKOD có Góc EKD bằng góc EOD. Từ đó dẫn đến là gì? Suy ra tứ giác EKOD nội tiếp đường tròn. Được chưa? Ở đây viết thêm một cái nữa. Hai góc EKD và EOD. Cái này quan trọng nhất là lý giải là hai góc, ekd và eod là hai góc là hai góc ở hai đỉnh liên tiếp liên tiếp là hai góc ở hai đỉnh liên tiếp cùng nhìn cạnh ed một góc bằng nhau từ đó suy ra tứ giác ekod nội tiếp đường tròn và cũng căn cứ theo dấu hiệu nhận biết được chưa các con. Thế thì EKOD này nội tiếp đường tròn có nghĩa là gì? Có nghĩa là suy ra đường tròn đường tròn ngoại tiếp tam giác EKD đi qua điểm O cố định được chưa? Và điều này sẽ dẫn tới là gì? Đây chính là điều phải chứng minh. Ok chưa? Rồi. Xin mời các con hãy hoàn thiện cái này vào trong vở giúp thầy. Rồi cả lớp ơi chữa vào trong vở giúp thầy nhé. <clears> hm <throat> cô ok các con chữa bài đi nhé chữa xong thì chúng ta sẽ kết thúc buổi học ở đây được chưa nào để mà căn cứ vào cái việc mà chứng minh nó như thế nào ấy thì cái việc định hướng ra bài toán là cái đấy là quan trọng nhất các con nhé nhớ cho thầy nhé cái việc định hướng quan trọng nhất từ cái việc định hướng ra được hướng giải rồi ấy, thì các con mới cố gắng là đi tìm từng cái, cái 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 việc mà chúng ta cần phải chứng minh một được chưa nào OK, các con đã chưa xong hết chưa? Nếu chuyện xong hết rồi thì chúng ta sẽ kết thúc buổi học ở đây nhé. Ok, thầy chào các con.